Xin chào các bác. Trong video này thì đồng hồ Quang lâm có về trên tay được một chiếc đồng hồ khá là đẹp đến từ thương hiệu của Citizen. Ở đây thì em có một chiếc Citizen atesa và con này khá là đặc biệt khi nó có thêm cả lịch moon Face tức là lịch tuần trăng. một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Được mua vào mùng 1 tháng 8 năm 2024 có mã là BI1001 gạch ngang 66E cái con này nếu như mà mua với cái mức giá niêm yết thì nó sẽ có là 148.500 yên tương đương với loanh quanh khoảng tầm gần 30 triệu 28 triệu còn đây em có là một chiếc hàng siêu lướt con này thì không có một tì vết gì luôn đẹp như là hàng trưng bày Đó. cực kỳ đẹp không một vết xước nào chắc là người ta cũng thử trải nghiệm được một hai lần rồi đó và hôm nay thì nó có một cái mức giá hàng lướt cũng rất là hợp lý để cho chúng ta có thể chơi trải nghiệm trước này đường kính xe mặt em đo được ở đây nó là khoảng size 41 nếu như mà không tính g và núm này thì nó sẽ là khoảng size 42 các bạn size 42 và độ dày ở đây là khoảng tầm 12 1,2 lắc to lắc ở trên trên này em đo được nó khoảng tầm 49,5 phù hợp dành cho những anh em mà cổ tay vừa và cổ tay nó hơi hơi to một chút loanh quanh khoảng tầm 16 trở lên thì chúng ta đeo sẽ phù hợp trên này à, mặt đeo của nó sẽ có cái màu đen mặt màu đen và 12 bộ cọc số được làm dạng cọc index bộ kim lưỡi kiếm sắc lẹm. thiết kế trên con này thì nó sẽ có ba cái sub ở đây là lịch thứ và kim báo năng lượng này. Các bạn có thể uh, xem được cái mức năng lượng còn lại ở trên chiếc đồng hồ. Ở bên uh, góc 3 giờ thì các bác sẽ có logo của Citizen, bên dưới là dòng uh, mã dòng dòng Atea. Lịch ngày dưới 6 giờ thì nó sẽ là lịch uh, tuần trăng moon phase. Đó. Thì dựa căn cứ vào cái uh, mức độ trăng non, trăng già thì các bác có thể phán đoán ra được cái lịch âm. Và bên trên góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có là giờ 24 tiếng chỉ báo giờ ngày giờ đêm và cả cái lịch trăng này cũng như là lịch ngày lịch thứ của con này thì nó sẽ tự động chuẩn lịch vạn niên mà, tự động chuẩn đến 31 tháng 12 năm 2099 đó thì nó mới sai cái lịch này dạ quang đầy đủ ở trên phần thân kim và trên phần thân cao con này thì nó có được trang bị là mặt kính sapphire và có lớp phủ chống loá AR bên hông thì sẽ có ba cái núm chỉnh. Và đồng hồ quan lâm cũng đã có hướng dẫn chỉnh rất chi tiết chiếc này rồi. Từng chức năng một để cho các bác điều chỉnh. Còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên trên này. Độ chống nước là 100m nước nhé. Water resistant 13, made in Japan bản đồ địa Nhật. Còn nguyên siêu này, sóng radio, way control này. Đó, khung vỏ bằng titanium. Uh, pin eco -drive, kính sapphire. Ở đây thì nó sẽ có một cái vành city code để mà chú giải các cái múi giờ của các cái thành phố trên thế giới và sử dụng bộ máy là H7 H874 một bộ máy có lịch vạn niên chạy bằng pin năng lượng với một lần sạc đầy thì các bác có thể dùng liên tục được trong vòng 9 tháng còn nếu đúc trong hộp và cất đi thì nó sẽ vào chế độ tiết kiệm năng lượng và tối đa là được 2 năm con này thì toàn bộ khung vỏ của nó là bằng titanium và tổng trọng lượng chỉ có hơn 80g thôi rất là nhẹ nhàng nếu như mà các bác muốn thay dây thì đầu trên này nó là cỡ 20 và dưới khóa nó sử dụng là cỡ khóa 18. Dây 20 18 nhé. thì thông số cần để thay sang dây ra. Và em sẽ ướm thử trên cổ tay 17 trên này. Nhẹ nhàng, chính xác, bền bỉ. Có cả âm lịch và lịch dương. Đó và quan trọng hơn hết là các cái lịch này nó tự động điều chỉnh. độ hoàn thiện của dòng này thì rất là đẹp rồi. Nhẹ nhàng lắm dây còn nguyên bác nào mà đang quan tâm yêu thích chiếc này thì hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang săn được một chiếc với mức giá hàng siêu lướt này chỉ có 14 triệu 500 và con này có mã là 8802 14 triệu 500 nghìn nếu như yêu thích chiếc này thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào trang website đồng com để đặt hàng hoặc là có thể alo cho bên em theo các đầu số như là hotline 0834 696699 hoặc là qua lên tay tại địa chỉ 23 Nguyễn Công Hoan Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội Đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video về chiếc uh, Citizen này. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.